Xin mến chào quý vị và các bạn đến với bản tin dự báo giá heo hơi ngày 10 tháng 1 năm 2022 được phát trên kênh Rick Hill VS. Theo như thống kê và báo cáo của các tỉnh thành cho thấy, dự báo giá heo hơi trong những ngày tới rất có thể sẽ liên tục tăng nóng trên những tỉnh thành có giá thu mua thấp. Không những thế, theo dự kiến vào dịp Tết, giá heo hơi sẽ khôi phục mức 70.000 đồng 1 kg. Về giá heo hơi tại miền Bắc ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 48.000 đồng 1 kg cho đến 54.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bắc Giang giao dịch ở mức 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Yên Bái neo ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Lào Cai bán với giá 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Hưng Yên giữ mức giá 52.000 đồng cho đến 54.000 đồng 1 kg. Nam Định được ghi nhận từ 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Thái Nguyên giao dịch ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Phú Thọ neo ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Thái Bình bán với giá 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Hà Nam giữ mức giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Vĩnh Phúc được ghi nhận từ 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Hà Nội giao dịch ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Ninh Bình neo ở mức 52.000 đồng cho đến 54.000 đồng 1 kg. Tuyên Quang bán với giá 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đối với giá heo hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên ngày hôm nay, được thương lái thu mua trong khoảng từ 47.000 đồng 1 kg cho đến 52.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Thanh Hóa giao dịch ở mức 50.000 đồng cho đến 52.000 đồng 1 kg. Nghệ An neo ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Hà Tĩnh bán với giá 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Quảng Bình giữ mức giá 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Quảng Trị được ghi nhận từ 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Thừa Thiên Huế giao dịch ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Quảng Nam neo ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Quảng Ngãi bán với giá 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Bình Định giữ mức giá 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Khánh Hòa được ghi nhận từ 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Lâm Đồng giao dịch ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Đắk Lắk neo ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Ninh Thuận bán với giá 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Bình Thuận giữ mức giá 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Còn về giá heo hơi tại miền Nam ngày hôm nay, được thương lái giao dịch trong khoảng từ 47.000 đồng 1 kg cho đến 53.000 đồng 1 kg. Cụ thể, Bình Phước giao dịch ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Đồng Nai neo ở mức 51.000 đồng cho đến 53.000 đồng 1 kg. Thành phố Hồ Chí Minh bán với giá 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Bình Dương giữ mức giá 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Tây Ninh được ghi nhận từ 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Vũng Tàu giao dịch ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Long An neo ở mức 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Đồng Tháp bán với giá 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. An Giang giữ mức giá 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Vĩnh Long được ghi nhận từ 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Cần Thơ giao dịch ở mức 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Kiên Giang neo ở mức 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg. Hậu Giang bán với giá 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Cà Mau giữ mức giá
48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Tiền Giang được ghi nhận từ 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Bạc Liêu giao dịch ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Trà Vinh neo ở mức 48.000 đồng cho đến 50.000 đồng 1 kg. Bến Tre bán với giá 49.000 đồng cho đến 51.000 đồng 1 kg. Sóc Trăng giữ mức giá 47.000 đồng cho đến 49.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Về giá thịt heo thành phẩm tại các sạp bán của các chợ lớn ngày hôm nay như sau. Thịt ba dọi bán với giá 115.000 đồng 1 kg. Sườn non heo giao dịch ở mức 150.000 đồng 1 kg. Sườn da heo được ghi nhận là 100.000 đồng 1 kg. Thịt nạc vai bán với giá 130.000 đồng 1 kg. Đuôi heo được ghi nhận là 110.000 đồng 1 kg. Mỡ heo bán với giá 60.000 đồng 1 kg. Nạc đùi heo giữ mức giá 90.000 đồng 1 kg trong hôm nay. Đại diện Cục Chăn nuôi dự báo giá heo hơi sẽ khôi phục mức 60.000 đồng cho đến 70.000 đồng 1 kg trong thời gian tới, nhưng khó chạm đỉnh 100.000 đồng 1 kg vì tổng đàn trong nước vẫn duy trì ở mức 28 triệu con, đảm bảo cung cấp thực phẩm cho người dân vào dịp Tết Nguyên đán. Việt Nam là một trong những nước tiêu thụ rất nhiều thịt heo, nhưng nông dân trong nước lại đang phải ứng phó với dịch tả heo châu Phi. Điều này khiến sản lượng thịt heo của Việt Nam giảm đáng kể và tăng sự phụ thuộc của họ vào thịt heo nhập khẩu. Động thái hạ mức thuế tối Huệ Quốc đối với sản phẩm thịt heo đông lạnh nhập khẩu từ Mỹ từ 15% xuống còn 10% sẽ là nền tảng giúp cho việc xuất khẩu nhiều thịt heo hơn từ Mỹ đến Việt Nam. Theo Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Nông nghiệp Mỹ dự báo sản lượng thịt heo của Trung Quốc giảm trong năm 2022 vì ngành chăn nuôi heo điều chỉnh để đáp ứng lại sự thay đổi nhanh chóng của các điều kiện môi trường, trong khi giá thức ăn chăn nuôi liên tục tăng cao. Năm 2022, chính phủ Trung Quốc sẽ không khuyến khích các hộ nuôi vừa và nhỏ, còn các công ty có vốn hóa lớn sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi. Giá heo hơi đã giảm đáng kể từ đầu năm 2021 và vẫn ở mức thấp liên tục, dù đã có sự phục hồi những tháng cuối năm 2021. Trong năm nay, việc giết mổ nhiều đã làm tăng sản lượng thịt heo và dự trữ thịt heo đông lạnh, nhưng nhu cầu tiêu dùng trong mùa thu và mùa đông tại Trung Quốc cao hơn sẽ làm cạn kiệt nguồn dự trữ thịt heo đông lạnh. Vì thế, nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc được dự báo sẽ tăng vào năm 2022 khi nguồn cung thịt heo giảm. Những yếu tố này có thể sẽ khiến sản lượng thịt heo giảm và nhập khẩu tăng vào năm 2022, đặc biệt là trong nửa cuối năm 2022. Nhập khẩu thịt heo của Trung Quốc dự kiến đạt gần 4,8 triệu tấn trong năm 2022, tăng gần 6% sau khi giảm vào năm 2021 do sản lượng thịt heo tăng và giá giảm. Tuy nhiên, nhập khẩu sẽ vẫn ở dưới mức kỷ lục năm 2020 khi nguồn cung thịt heo bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh. Nhập khẩu các loại thịt của Trung Quốc đã giảm xuống mức thấp nhất trong 20 tháng vào tháng 10 năm nay do nguồn cung thịt heo trong nước cao và giá rẻ, nên nhu cầu đối với nguồn cung từ nước ngoài giảm. Trước tình hình dịch tả heo châu Phi đang bùng phát trở lại, để chủ động kiểm soát, ngăn chặn và xử lý dứt điểm các ổ dịch tả heo châu Phi, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh chỉ đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y tiếp tục phối hợp, hướng dẫn các địa phương triển khai các biện pháp phòng chống dịch khẩn cấp. Trong đó, tuyên truyền vận động người chăn nuôi chủ động thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh, tích cực thực hiện các giải pháp nhằm ngăn ngừa dịch bệnh lây lan. Các cơ quan chức năng địa phương cần tích cực triển khai các giải pháp nhằm khống chế kiểm soát các ổ dịch, tăng cường kiểm tra, giám sát theo dõi chặt chẽ diễn biến dịch bệnh trên đàn heo. Nhất là khu vực tập trung chăn nuôi khu vực nguy cơ cao, các ổ dịch cũ nhằm phát hiện sớm để xử lý kịp thời dứt điểm, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Nghiêm túc thực hiện kiểm soát giết mổ, kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển buôn bán heo mắc bệnh heo chết nhằm ngăn chặn nguy cơ dịch bệnh phát sinh lây lan. Trong giai đoạn này, cần thúc đẩy nhanh tiến độ đầu tư các cơ sở giết mổ động vật tập trung để đến năm 2025, mỗi địa phương phải có ít nhất một cơ sở. Chính sách khuyến khích xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung giai đoạn 2021 đến 2025 có hiệu lực từ đầu năm 2021. Nhiều tỉnh thành quyết tâm, từ nay đến năm 2023, nếu địa phương nào chưa kêu gọi được nhà đầu tư thì phải tự xuất kinh phí để xây dựng cơ sở giết mổ động vật tập trung. Đặc biệt, người chăn nuôi tuyệt đối không chủ quan trước diễn biến dịch bệnh. Ngoài ra, các cơ quan chức năng địa phương cũng liên tục khuyến cáo, hướng dẫn người chăn nuôi, tổ chức tiêm phòng vaccine, thường xuyên theo dõi cập nhật diễn biến dịch bệnh để kịp thời triển khai các giải pháp phòng chống dịch.
kênh Giá Heo Hơi. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin dự báo giá heo hơi ngày hôm nay. Nếu thấy thông tin đáng chú ý, hãy bấm nút đăng ký và ấn phím chuông để nhận được thông báo cập nhật giá heo hơi mới nhất. Và đừng quên bấm nút thích bên dưới để ủng hộ kênh phát triển hơn. Chúc mọi người luôn mạnh khỏe và bình an. Mến chào và hẹn gặp lại!